Việt Hương kể hành trình khó khăn khi đưa cho cốt Phi Nhung về Mỹ, cư dân mạng không khỏi xúc động trước câu chuyện Việt Hương kể về hành trình đưa cho cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung về Mỹ. Đây là lần đầu tiên, nghệ sĩ Việt Hương kể về câu chuyện này, cụ thể, Việt Hương kể lại, mỗi lần gặp Phi Nhung thời còn sống, Phi Nhung sẽ nói với cô, Ê, tôi gặp bà là tôi vui. Nhung cứ hay vui, vẫn vậy đó, Việt Hương nói rằng, bản thân mình không muốn gửi cho cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung đi Mỹ vì như vậy đau lòng lắm, cô ấy, Phi Nhung, là ngôi sao hạng A mà. Đó là lý do, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã đích thân đưa cho cốt cố nghệ sĩ về Mỹ thay vì ký gửi. Hũ tro cốt của cố nghệ sĩ Phi Nhung bằng đá rất đẹp và rất nặng, lúc đó chuyến bay rất khó. Tôi đi qua Hàn Quốc, máy bay ngưng lại 8 tiếng. Mọi lần tôi chỉ ngưng lại có một tiếng rưỡi là bay qua Mỹ, tôi lấy hũ tro cốt của Phi Nhung cùng tôi ngồi riêng một cái ghế và tôi dọn những thức ăn chay mà Nhung thích, khoai lang và trái kiwi vàng. Tôi để cái hũ tro cốt trên cái ghế cùng trái cây và hai đứa ngồi ăn với nhau trên máy bay. Việt Hương kể, Việt Hương tiết lộ, lúc đó vé máy bay rất đắt. Không dùng từ đắt mà là rất đắt nhưng dù mắt cũng không thể mua một vé để tôi hay anh Phương đi, mà phải mua vé cho cả hai vợ chồng cùng đi, cùng đưa bà bạn về Mỹ, Việt Hương cũng khẳng định, chị không dám kể nhiều vì câu chuyện mang nhiều nỗi buồn. Chị cũng thay mặt ca sĩ Phi Nhung cảm ơn khán giả khắp nơi.